Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Ông Tổng chĩa mũi rùi vào ông Chủ tịch có chiến hay không Ông Nguyễn Phú Trọng luôn mượn tay Bộ Chính trị để dựng lò đốt củi thành cho Trước khi đánh, ông phải triệu tập Bộ Chính trị ra quyết định rồi ông căn cứ vào đó mà làm Quyết định của Bộ Chính trị là ý muốn của ông Chẳng hạn như khi nào đó có thế lực khác mạnh hơn, muốn trả thù ông cũng rất khó Vì quyết định đó có sự nhất trí của cả Bộ Chính trị trong kỳ họp Bộ Chính trị mới đây, ông Tổng Trọng nhắc lại câu nói rằng không có vùng cấm, không trừ một ai, bất kể người đó giữ chức vụ gì. Một số cán bộ từ ủy viên Bộ Chính trị đến ủy viên Trung ương Đảng trong hai nhiệm kỳ vừa qua, khi có sai phạm, sai phạm nghiêm trọng, đều bị xử lý kỷ luật và cả xử lý hình sự. Có thể nói quy định số 07 quy đề của Bộ Chính trị khóa 12 về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm và quy định số 102 quy đề của Bộ Chính trị khóa 13, 12 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm là bảo bối để hàng ngày ông Trọng dựa trên đó mà đánh. Đây là hình ảnh ông Tổng muốn làm căng lên. Tình trạng chạy chức chạy quyền kiểu mua quan bán chức. Tình trạng tạo điều kiện để vợ hoặc chồng, bố mẹ, con cái, dâu rẻ anh em ruột của mình hoặc bên vợ chồng hoặc người khác thực hiện dự án kinh doanh ngành nghề thuộc lĩnh vực đơn vị do mình trực tiếp phụ trách theo dõi trái với quy định nhằm trục lợi là những hành vi tinh vi để tham nhũng và ông trọng cương quyết không bỏ qua những vụ án xét xử của ông nguyễn đức trung tất thành cang hay trước đấy nhiều vũ huy hoàng linh la thăng trịnh xuân thành hay giang kim đạt vân vân và mới đây có Chu Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long như là lời cảnh báo cho những ai muốn đối đầu với ông. Đà Nẵng là nơi hội tụ sân sau của ông chủ tịch nước. Mới đây vụ án Việt Á bắt đầu là đến Đà Nẵng. Tuy muộn nhưng tội chứng của CDC Đà Nẵng là khá nặng. Đấy chỉ là bước dạo đầu đánh sạch quan chức cánh ông chủ tịch thì đâu thể chỉ nhằm vào ngành y mà còn nhằm vào rất nhiều ngành khác. Đây là hình ảnh soi được một đống củi tại Đà Nẵng. Theo kết quả thanh tra gần đây cho biết, tình trạng tham nhũng của thành phố Đà Nẵng tăng đột biến. Ngành chức năng phát hiện khởi tố mới 22 vụ với 20 bị can, tăng 27% so với cùng kỳ năm 2021 và tăng tới 450% so với cùng kỳ năm 2019. Trong lĩnh vực tham nhũng, lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ, Cùng với đó, ngành chức năng quyết định xử phạt hành chính 102 vụ, 98 cá nhân, 10 tổ chức phạt tiền trên 1,1 tỷ đồng, tạm giữ tịch thu tăng vật trị giá hơn 2,8 tỷ đồng. Điển hình là các vụ như tham mâu tài sản xảy ra tại công ty cổ phần EB, công ty Interflow, tổng giá trị thiệt hại tài sản hơn 2 tỷ đồng. Rồi là vụ vi phạm các quy định về quản lý nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại công ty phát triển nhà Đà Nẵng gây thiệt hại ước tính khoảng trăm tỷ đồng. Vụ án đưa và nhận hối lộ làm giả tài liệu cơ quan tổ chức xảy ra trên địa bàn thành phố Đà Nẵng do Trần Thị Phương Dung, Tôn Thất Huy Minh, Đàm Quang Hưng, nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Liên Chiểu thực hiện. Xem ra chính trị ở thành phố lớn nhất miền Trung đang rất phức tạp. Thế lực này ngồi chưa âm chỗ thì thế lực khác thay thế bằng đủ thứ chiêu trò nào là tham ô, nào là tình ái, vân vân. Tất cả mọi khuyết điểm đều được đem ra đấu nhau cốt để giành lấy quyền lực. Đây là hình ảnh ông chủ tịch mất dần sự ảnh hưởng. Từ khi ông Nguyễn Bá Thanh mất, thế lực ông vốn vững như bàn thạch bỗng chốc đổ nhào nhanh chóng. Giờ thế lực thuộc hạ của Nguyễn Bá Thanh cũng không còn được ai và thay vào đó là thế lực của ông chủ tịch nước. Thế lực này hiện nay cũng lung lay, theo chiếc ghế của ông chủ tịch. Với chiếc ghế chủ tịch nước hữu danh vô thực thì hứa hẹn Đà Nẵng lại một lần thay máu nhân sự. Có thể lần này là nguyên nhân đến từ Hà Nội, nơi mà có không những người. Từ Hà Nội, rất nhiều người không muốn sự có mặt của ông Phúc trong sự nghiệp chính trị tại đây nữa. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin xét xử Nguyễn Đức Trung vì sao ông Trung không dùng tiền tỷ mua án mà dùng 85 tờ giấy. Ở phiên sơ thẩm, ông Nguyễn Đức Trung đã bị tuyên án 3 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo điều số 281 của Bộ luật hình sự năm 1999. Một mức án được cho là rất nhẹ so với mức án tù mà các nhà cầm quyền tuyên cho những người bất đồng chính kiến. Vào ngày 11 tháng 7, tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét đơn kháng cáo của Nguyễn Đức Trung, cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trong vụ án vi phạm quy định đấu thầu xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội. Đây là hình ảnh ông Trung nộp tới 85 tờ giấy khen các loại tại tòa. Trước phiên tòa phúc thẩm, thông qua các luật sư bảo chữa, ông Trung đã nộp bổ sung nhiều tài liệu liên quan, trong đó có hồ sơ bệnh án của bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hồ sơ bệnh án của phòng khám đa khoa quốc tế Việt Dinh, đồng thời và hồ sơ bệnh án của bệnh viện K, biên bản khám hội chuẩn bệnh nhân vào ngày 18 tháng 10 năm 2020 tại bệnh viện 19 tháng 8 Bộ Công an. Ngoài hồ sơ bệnh án, thông qua luật sư ông Trung còn thu thập 85 tài liệu là bằng khen, giấy khen ông được tặng trong thời kỳ công tác tại ngành công an và ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Như vậy, vì mục đích của ông Nguyễn Đức Trung đưa ra một đống giấy tờ đấy không ngoài mục đích để được chạy án, giảm án. Mức án 3 năm tù là quá nhẹ nhưng ông Trung không muốn trả giá cho những gì ông đã làm nên ông đã tìm mọi cách. Ở phiên tòa sơ thẩm, tòa án kết luận bị cáo Trung phạm tội nghiêm trọng, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng đến việc lựa chọn nhà thầu khách quan, minh bạch, xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước làm ảnh hưởng uy tín hình ảnh của cơ quan công quyền thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Hội đồng xét xử sơ thẩm đánh giá và cho rằng vụ án gây thiệt hại cho nhà nước hơn 26 tỷ đồng. Nếu nhìn vào mức án của ông Trung so với mức án mà tòa án nhân dân huyện Châu Thành tuyên xử Nguyễn Văn Khang 7 năm tù vì hành vi cướp tài sản với tài sản bị cướp là con vịt làm mồi nhậu thì đủ thấy chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã quá ưu ái cho Nguyễn Đức Trung. Đây hình ảnh ông Nguyễn Đức Trung được đề nghị giảm án. Tại phiên tòa phúc thẩm lần này, phía viện kiểm sát cho rằng ông Trung đã thành khẩn khai báo về các hành vi như cáo buộc nêu ra là đã thành khẩn. Đây được xem là những tình tiết giảm nhẹ mới. Ngoài ra, phía luật sư cũng đề nghị toán giảm án cho Nguyễn Đức Trung vì mớ giấy tờ mà ông vừa nộp. Vậy câu hỏi đặt ra là liệu rằng tòa án có giảm tội cho Nguyễn Đức Trung hay không? Ở phiên tòa trước đây không lâu, ông Nguyễn Đức Trung đã nộp 25 tỷ đồng và được tòa giảm cho 3 năm ngồi tù. Tính ra để mua mỗi năm tù, ông Trung đã phải bỏ ra hơn 8 tỷ đồng. Tuy vậy, tại sao ông Nguyễn Đức Trung không dùng tiền để mua án mà lại dùng những tờ giấy để xin giảm án? Đây là câu hỏi được dư luận đặt ra. Thực tế thì chuyện mua án có hai loại. Thứ nhất là mua án trong bóng tối. Đó là số tiền bơm và trả cho quản lý chạy giam để họ đưa vào danh sách ân xá trong các dịp lễ. Vì thế cứ mỗi năm được 3 đến 4 lần giảm án thì không mấy chốc lại được ra tù. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Đức Trung tại tòa. Loại chạy án thứ nhì là nộp tiền cho tòa với danh nghĩa là khắc phục hậu quả thì tòa sẽ giảm án công khai bằng kết luận khi tuyên án. Ở vụ án trước, mức án ông Nguyễn Đức Trung là 8 năm tù, ông mua công khai 3 năm tù, còn lại dùng tiền mua án trong bóng tối. Tuy nhiên, lần này án ông Trung quá nhẹ, chỉ có 3 năm mà dùng tiền mua tại tòa thì đó là mua án trắng trợn. Vậy nên ông dùng các giấy tờ, giấy khen và giấy khám chữa bệnh để mua được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Còn mua trong bóng tối an toàn hơn thế thì tốt cho chính quyền và tốt luôn cho ông nguyễn đức trung đó là lý do tại sao ông trung không mua án tại tòa như những lần trước